Hai ngày sau câu chuyện huấn luyện viên Ngô Quang Trường răn dạy học trò U15 Sông Lam Nghệ An bằng chai nước tại giải U15 quốc gia 2023, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Phút 65, Trần Đông Thức nâng tỷ số lên 3-2 cho U15 Sông Lam Nghệ An. Trong khi các đồng đội cùng nhau ăn mừng ở cuối sân, hậu vệ Ngô Anh Đức lại chạy tới khu kỹ thuật U15 Viettel và có hành động ăn mừng, cho rằng học trò khiêu khích đối phương từ khu kỹ thuật Sông Lam Nghệ An. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường chạy sang và dùng chai nước rỗng đánh vào đầu anh Đức. Gương mặt huấn luyện viên 51 tuổi đầy giận dữ. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long của U15 Viettel phải lao vào can ngăn, tách huấn luyện viên Ngô Quang Trường ra xa anh Đức. Hành động này của huấn luyện viên Ngô Quang Trường để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một số quan điểm phản đối vị huấn luyện viên của U15 Sông Lam Nghệ An và cho rằng ông đã nhất thời thiếu kiềm chế, dẫn đến việc dùng chai nước rỗng giáo dục học trò. Ngược lại, nhiều ý kiến lại đồng tình với điều mà ông Ngô Quang Trường đã làm. Những ý kiến này nhấn mạnh, khi cậu học trò trẻ người non dạ có hành vi không đúng mực với đối thủ Viettel thì huấn luyện viên có quyền bảo ban. Phải nhìn nhận vấn đề ở góc độ hai chiều. Căn cứ vào cư xử nông nổi của anh Đức với đối phương, việc huấn luyện viên Ngô Quang Trường tức giận và răn dạy học trò là không sai. Tuy nhiên, hành động dùng chai nước rỗng đánh vào đầu cầu thủ dưới một góc độ nào đó cũng gây ra hình ảnh hơi phản cảm. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng hiểu và nhận ra khoảnh khắc nóng giận của mình. Sau trận đấu, ông cũng đã có cuộc nói chuyện riêng với học trò anh Đức về lý do ông răn dạy cầu thủ này cũng như hành động không kiềm chế nhất thời của bản thân. Chính bản thân anh Đức cũng nhận ra lỗi sai của mình. Trên trang cá nhân, anh tâm sự, sau khi đội ghi bàn thắng, trong lúc bốc đồng, em đã có hành động chạy về phía đội Viettel để ăn mừng. Em biết mình làm như vậy là sai và thầy làm như vậy cũng chỉ vì quá thương học trò và muốn tốt cho em. Thầy Trường là một người rất hiền lành và gần gũi nhưng cũng rất nghiêm khắc trong sinh hoạt tập luyện. Thầy luôn nhắc nhở chúng em về thái độ, tinh thần cũng như sự tự tin khi thi đấu. Sau trận đấu em và thầy đã ôm nhau và em cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương của thầy. Em đã xin lỗi thầy và em hứa sẽ không tái phạm một lần nào nữa. Đây là bài học quý giá với em, không chỉ là cách cư xử, lễ phép mà còn là tinh thần thể thao cao thượng, tôn trọng đối thủ. Thầy đã luôn động viên truyền động lực, khát khao và giúp bọn em có được một giải đấu thành công. Thầy muốn chúng em có những trải nghiệm quý báu để trưởng thành hơn. Em và các bạn rất biết ơn thầy. Xin cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và động viên chúng em. Sau trận chung kết thua PVF ở giải U15 quốc gia, trên chuyến xe trở về nhà, huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã đứng dậy dành những lời động viên, chia sẻ và cùng các cầu thủ rút ra các bài học quý giá. Sự nhiệt huyết, tận tâm của huấn luyện viên Ngô Quang Trường là điều đáng được ghi nhận. Tất nhiên, trên sân cỏ, việc răn dạy học trò cũng cần xử lý tinh tế hơn. Đó cũng có thể xem là bài học trong sự nghiệp huấn luyện của ông Trường, nhà cầm quân nặng lòng với bóng đá Nghệ An.